Mình tên là Phương Trâm, mình gia nhập AA từ tháng 1 năm 2021. Những thành tích ấn tượng của Phương Trâm tại AA trong những năm vừa qua. Giải thưởng nhà kiến tạo MDRT 2022 hỗ trợ và phát triển 5 thành viên trong đội nhóm của mình đạt danh hiệu MDRT Million Dollar Roundtable, một danh hiệu quốc tế dành cho các chuyên gia tư vấn tài chính và bảo hiểm xuất sắc được công nhận trên toàn cầu. Ngoài ra, Phương Trâm còn là cấp quản lý với chỉ số chất lượng xuất sắc trong 2 năm liên tục 2021 và 2022. Chắc là 10 người chăm gặp để là phỏng vấn hoặc là tuyển dụng các bạn này kia thì chắc là phải 9,5 người là có những cái định kiến về bảo hiểm nhất định, có thể là từ bản thân người ta hoặc là có thể từ gia đình, từ bạn bè, từ các mối quan hệ xung quanh. Việc mà giúp các bạn đó vượt qua những cái định kiến và những cái nỗi sợ ban đầu á thì Trâm nghĩ là nó đến từ hai thứ là lớn nhất. Thứ nhất là cái trải nghiệm của cá nhân mình. Trước khi mà Trâm tham gia vào AA với vai trò là nhân viên thì Trâm đã là khách hàng của AA tầm khoảng 7 năm trước rồi. Thì cái trải nghiệm của mình với AA nó rất là suôn sẻ. Thì tại sao những người khác lại họ không có được cái trải nghiệm như vậy? Cái thứ hai á, thì mình dùng cái uy tín cá nhân. Tại vì bản thân Trâm là sale cũng 10 năm rồi. Và trước khi mà Trâm sale một cái sản phẩm gì đó đó thì mình lựa chọn sản phẩm rất là kỹ. Nó phải là một cái sản phẩm mà chính bản thân mình phải tin tưởng, mình sử dụng cho mình và cho gia đình thì mình mới đi bán cái sản phẩm đó. Thì những cái người mà người ta gặp Trâm, người ta theo mình thì người ta cũng có được cái niềm tin đó. Rồi khi mà tham gia rồi thì là dọc theo con đường đó có những cái khó khăn, có những cái khúc mắc thì mình sẽ giải thích rõ ràng cho các bạn tại sao nó lại xảy ra những cái định kiến như vậy và mình sẽ gỡ nó ở đâu. Mình là một cái bạn manager mới, mình chưa có nhiều kinh nghiệm xây team, mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm về sản phẩm thì bắt buộc thời điểm đó mình phải nghĩ ra một cái cách gì đó mà nó không giống với cái cách thông thường người ta đang làm thì mới có khả năng thành công. Trâm sẽ focus chính là cái đối tượng là văn phòng, back office và trước đó chưa hề có kinh nghiệm sale, sẽ có làm cô giáo, giáo viên dạy piano, giáo viên múa, các bạn kế toán, xong rồi kỹ thuật viên. Và mình tạo được một cái động lực để các bạn gọi là bứt phá ra khỏi vùng an toàn của các bạn. Cái bạn thời điểm đó gia nhập với Trâm thì bây giờ vẫn còn làm việc tại AA và đã được promote lên những cái vị trí nó cao hơn rồi. Cái thứ hai á, mình rất là hạnh phúc bởi vì là mình được làm việc với một cái thế hệ khác mà trước đây là mình nghĩ là mình có thể là không hòa hợp, đó là thế hệ Gen Z. Tuy nhiên là sau khi mà mình làm việc với các bạn một thời gian thì mình tìm thấy được trong bạn đó có rất là nhiều cái điểm hay mà bản thân mình hoặc là những cái thế hệ 8X không thể có được luôn. Các bạn có rất là nhiều năng lượng, kiểu quên ngày quên đêm và các bạn cái mục tiêu trước mắt thì các bạn sẽ làm bằng mọi cách các bạn làm được. Giống như team Trâm thời điểm mà tháng 11 năm 2022 thì mình đạt được một cái thành tích rất là cao và mình dẫn dắt được những khoảng, mình được một cái giải gọi là MDRT Builder, là xây được nhiều MDRT nhất trong team. Thì cái đó nó đến rất là lớn đóng góp từ những cái bạn Gen Z. Các bạn làm bởi vì là các bạn thấy là team sẽ cùng đạt được một cái gì đó. Và cái câu chuyện mà team đạt được một cái gì đó nó quan trọng hơn là cái benefit cá nhân của các bạn. Cho nên sau khi mà mình học được cái điều đó thì mình cảm thấy giống như là mình cũng được trẻ lại vậy đó. Mình được tiếp thu một cái nguồn năng lượng mới. Tính tới thời điểm này thì Trâm cảm thấy rất là happy với cái hệ sinh thái của AA vì hầu như là nó cung cấp cho mình đầy đủ hết tất cả những cái thứ mình cần để mình xây dựng đội ngũ cũng như là mình chăm sóc khách hàng. Tất cả những cái mà hoạt động về giấy tờ này kia các thứ thì nó đã được chuyển lên làm online và mình thao tác tất cả thì ở trên iPad hết. Nó sẽ giảm thiểu đáng kể những cái giấy tờ thì nó tiết kiệm thời gian nè. Cái trải nghiệm của khách hàng nó rất là quan trọng. Khách hàng sau khi mà người ta mua một cái hợp đồng bảo hiểm thì người ta được chăm sóc rất là kỹ từ những cái dịp như là sinh nhật nè, hay là những cái dịp 8 tháng 3, Christmas, những cái dịp trong năm, những ngày lễ thì người ta đều được là các bạn sale chăm sóc, mời lên những cái văn phòng để làm những cái workshop, làm những cái chương trình nó rất là hay, dễ thương. Có nghĩa là người ta sẽ được cảm giác là một cái khách hàng VIP vậy đó. Cho nên cái đó là cái mà làm Trâm rất là happy và rất là tự tin khi mà mình đem cái hình ảnh bảo hiểm để mình nói chuyện với khách hàng. Cá nhân Trâm thì sống khỏe nó sẽ bao gồm cả hai, đó là sống khỏe về mặt thể chất và sống khỏe về mặt tinh thần đó. Và mình đã tập gym được 4 năm, sau đó thì mình tập chuyển sang tập yoga được 8 năm. Và nó giúp mình tỉnh táo hơn, mình khỏe hơn và mình làm việc gì nó cũng chất lượng hơn hết. Khi mà thể chất mình khỏe thì tinh thần của mình nó cũng sảng khoái. Và càng ngày thì mình lại càng thấy là
chất lượng cuộc sống mình lại càng tốt hơn. Thành ra là khi mà mình tham gia vào AA và AA nó cũng có một cái sản phẩm Vitality như vậy á, thì nó rất là gọi là synchronize với cuộc sống của mình. Cho nên khi mà mình nói cái đó với khách hàng của mình thì nó giống như là một cái gì đó tự nhiên. Khi mình khách hàng mình đưa cái sản phẩm nó cũng vậy cho khách hàng luôn thì người ta cảm thấy tự nhiên tin, không cần phải chứng minh một cái gì hết. Trâm là một người ảnh hưởng rất là nhiều và tác động nhiều cái tác động tích cực đến cho mình. Khi mà làm việc với Trâm thì mình rất là thích ở bạn một cái tính là bạn minh bạch. Tức là mọi thứ đối với bạn đều rõ ràng đâu là đó. Trâm rất là lo lắng cho khách hàng, quan tâm cho khách hàng và luôn luôn đặt ưu tiên cái sự cái quyền lợi của khách hàng lên trước. Ngay trong cái thời điểm mà mình vừa mới làm việc với Trâm khoảng tầm 3 đến 4 tháng, một cái trung tâm đào tạo tiếng Anh và bên đó họ mong muốn là họ được cho nhân viên nghe hiểu hơn, sâu hơn về bảo hiểm nhân thọ. Thì lúc đó thật sự là mình rất là bối rối. Mình chưa có bao giờ mình làm những chuyện như thế trước đây. Thì lúc đó mình đến với Trâm và Trâm đưa ra kế hoạch đâu ra đó. Mà còn Trâm còn trực tiếp ra trả lời câu hỏi cũng như là bạn hỗ trợ phụ thu thập những cái quan tâm, những cái thắc mắc của khách hàng. Và nhờ cái việc đó thì mình tạo được một cái ấn tượng rất là tốt. Và những lần sau này khi mà mình dẫn team đi hoặc là mình hỗ trợ các cái bạn trong đội ngũ của mình á, là mình có sẵn một cái case study đó rồi. Thật sự á, mình không có nghĩ là mình sẽ có ngày hôm nay. Chính vì ảnh hưởng sự cái sự nhiệt huyết ngay từ cái lần đầu mà Trâm thuyết phục mình vào ngành bảo hiểm, mình đã có đủ cái sự tự tin cũng như là động lực mình bước chân vào. Và trong xuyên suốt cái quá trình mà mình làm cũng nhờ cái sự mà động viên của Trâm cho nên mình vượt qua những cái lúc khó khăn. Trước đây mình làm việc thì nó còn theo cảm xúc nhiều lắm, lúc lên lúc xuống, ít có kế hoạch, ít có cụ thể và chi tiết. Nhưng mà từ khi làm việc với Trâm thì những cái này mình rất rõ ràng, rõ ràng đến mức độ mà mình cảm thấy mình cũng hơi ngạc nhiên về bản thân mình. Và cái thứ hai á, là khi mà mình làm việc với Trâm á, mình hiểu được hơn cảm giác của người đối diện. Tại vì Trâm luôn đặt khách hàng lên là đầu tiên. Khi mà mình nói quyền lợi như vậy ha, thì mình phải hiểu người ta suy nghĩ cái gì cái nào. Thì mình mới đưa cho người ta cái quyền lợi nó tốt nhất, phù hợp nhất với người ta. Mình không biết nói cảm ơn lời gì thì mình chỉ còn có cách là hành động. Thì mình sẽ tiếp tục commit, vẫn tiếp tục cam kết. Hành động đi theo cùng đội ngũ với Trâm trong những năm sắp tới. Cô chúc Trâm phát triển hơn nữa, phát triển đội ngũ rộng lớn hơn nữa. Và giờ này, những năm sau thì đội ngũ không chỉ là vài chục con người mà có thể là lên là vài trăm con người để truyền cái văn hóa minh bạch trong công việc cũng như là đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu. Bản thân Trâm cũng là một bạn xe bình thường thôi. Và mình vào đây 3 năm mình cũng đạt được một số cái thành tựu nhất định. Thì mình làm được, các bạn cũng sẽ làm được. Cái thứ hai á, là Trâm muốn nhắn nhủ nữa là mình phải tin mình làm được nữa.